nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người dân. Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không ngừng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các khoa phòng. Trong đó, việc di chuyển khoa cấp cứu sang khu vực mới khang trang rộng rãi đã tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng thực hiện tốt hơn sứ mệnh cấp cứu chuyên nghiệp, bắt kịp sự sống. Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh một ngày đón tiếp hơn 100 bệnh nhân. Trước đây, khoa được bố trí ở tầng 1 thuộc khu nhà 11 tầng. Do mật độ bệnh nhân ra vào khoa cấp cứu ngày càng tăng cao, nên hiện nay các phòng của khoa ngày càng trở nên chật chội quá tải. Được sự quan tâm của tỉnh, của Sở Y tế, bệnh viện đã cải tạo toàn bộ khu nhà dinh dưỡng để di chuyển toàn bộ khu cấp cứu sang đây để thuận tiện cho việc tiếp đón sàng lọc, phân loại và điều trị cho bệnh nhân, đảm bảo nhanh chóng kịp thời. Mong mỏi của mọi anh em trong khoa là muốn có một cái nơi để mà phục vụ cho người bệnh, rất là phấn khởi, ra một nơi khang trang rộng rãi hơn và sẽ được cái quan tâm của lãnh đạo bệnh viện đầu tư về trang thiết bị thì cũng đầy đủ để phục vụ cho cái công việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Là nơi cửa ngõ đón tiếp những bệnh nhân nặng, với tính chất công việc phải khẩn trương kịp thời, tính mạng người bệnh đôi khi chỉ tính bằng giây, trong khi số lượng bệnh nhân ra vào rất đông. Do vậy, việc bố trí khoa cấp cứu ở vị trí thuận lợi với diện tích rộng rãi, thoáng mát đã giúp việc tiếp nhận cứu chữa bệnh nhân được kịp thời. Những ngày vừa qua, mặc dù công việc nhiều, nhưng để triển khai di chuyển khoa nhanh gọn, khoa cấp cứu đã được sự hỗ trợ của các khoa phòng khác trong việc hoàn thiện hệ thống điện, mạng, hệ thống oxy khí nén, máy thở, monitor theo dõi và các vật tư khác. Do vậy, khoa cấp cứu đã nhanh chóng ổn định hoạt động. Hôm nay cụ nhà tôi bị tiểu đường và bị gãy chân, tôi đưa cụ nhà tôi vào khoa cấp cứu để chữa cho cụ. Và tôi mới vào đến đây, là họ đã giới thiệu tôi vào khoa cấp cứu mới. Đã có các bác bảo vệ giờ hướng dẫn chúng tôi đi vào đây. Cô thấy rất là thuận tiện và sạch sẽ và thoáng mát, rất là rộng rãi. Các bác sĩ rất nhiệt tình chăm sóc. Hiện nay các phòng tiếp đón cấp cứu, lưu bệnh nhân, điều trị bệnh nhân nặng, thủ thuật tiểu phẫu, điều trị bệnh nhân đột quỵ, điều trị yêu cầu đều đã được hoàn thiện. Bên cạnh máy móc thiết bị cũ được chuyển từ khu cũ về thì bệnh viện đã đầu tư bổ sung thêm cho khoa nhiều thiết bị phương tiện mới. Từ đó không chỉ đáp ứng yêu cầu cứu chữa bệnh nhân mà còn tạo điều kiện thuận lợi để khoa tiếp tục phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu về cấp cứu ngoại khoa. Tính chất của cấp cứu thì làm việc nó rất là căng thẳng và áp lực. Thế thì việc tạo một cái môi trường công tác nó thuận lợi như này, từ vấn đề về diện tích phòng ốc sạch sẽ cũng như là sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện thì cũng làm cho tinh thần của anh em rất là phấn khởi. Nó nâng cao được cái chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cũng như là cải thiện cái tâm lý của nhân viên y tế. Các bệnh nhân thì khi vào đây thì vận chuyển bệnh nhân thì chủ yếu là sẽ đi làm các cái chụp chiếu, các làm các cái cận lâm sàng, thì cái vị trí di chuyển từ khoa cấp cứu sang cái khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc là gửi xét nghiệm máu từ đây đến các cái khoa xét nghiệm thì cũng khoảng cách cũng là gần, cũng là phù hợp. Với việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất mới, không chỉ tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng của khoa cấp cứu, mà còn mang đến sự hài lòng cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, từ đó góp phần xây dựng hình ảnh bệnh viện uy tín, thân thiện.